cái hỏi qua kia. Đừng con. Đừng sao đi đẹp, tại sao đi đẹp không phải chồng. Rồi để cho anh em á, cho nó ấy. Kệ. Ôi tăng lá người rồi, ông này chưa rồi. Đẹp ghê. Trời ơi, ở phía trước cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn á. Trời ơi, rất là nhiều màu sắc ha. Trời ơi. Đẹp nha. Đẹp ghê. Rất là đẹp luôn. Thưởng cho em mấy cái gì? Wow. Nó kìa, con lá nó gặp lại đúng không? Nào phòng vệ. Ui, như vậy là hên á. Trong phòng vệ. Hên lắm mới có được. Ê, cái chụp hình kia. Wow. Đừng có xét nó quá, nó chạy mất kiếp. Đang lùi thấy em. Nó đang lùi lại kìa, nó đang thấy người, cái nó lùi. Đang xẻ cái đuôi ra. Cái gì vậy? Thôi. Ê, nó xuống, nó tới. Nó tới kìa. Ủa, sao xẻ lâu rồi vậy? Thấy nó đang tạo làm màu với bạn gái. Dán qua đâu, dán nó đang xoay, em phải nhìn thấy đó. Trời ơi. Đẹp ghê thiệt chứ, cái đuôi nó đẹp ghê á. Cô dễ thương không? Ôi, nó ra cái gà ăn cái vậy. Được làm việc. Ôi đẹp dữ vậy. Wow, trời ơi, múa. Múa nữa. Wow. Đẹp ha. Có nhiều con còn to hơn nữa, cái này là mình thấy con này nhỏ. Đang quyến rũ con cái. Ừ. Đẹp ha. Ủa, cái lông xinh cái mà nó đẹp. Trời, nó đi theo luôn kìa, nó đang lùi. Ôi trời ơi. Ôi. Rung rồi, trời nó rung rồi. Thôi. Con cái nó không có chửi dữ vậy. Rung, trời ơi, rung kìa. Hay nhờ. Quá hay luôn. Rồi. Ôi, đẹp quá à. Kiếm nó đi, lúc mà nó đang... tạo sự chú ý cho chị là chị làm gì đâu ấy, chị đang tiểu không? Ừ. Không có thèm để ý đến tay không, thật là chán luôn. Ừ. Đường. Ồ, nó đang múa à. Để em tin tưởng, cho từ từ lắng nghe. Quá rồng. Mà thì hay ha. Không phá hoại. Bạn. Không muốn lại gần cho em mà sợ lúc ấy. Nếu mà lòng thâu vào chắc không mua đồ chơi đâu. Đâm vàng rồi. Chơi sướng hơn. Nó nhìn cái gì vậy? Like. Biết đang chụp hình nghe. Cho nó một like. Đang biết chụp hình nghe cho nên là đứng nghe đấy. Đi qua dòng cướp của đường đó.
Ủa hai con lượng hả? Hàng chi nãy giờ thấy cái đảo đảo này mà con kia đi. À hai con lượng. Bảo mày nghỉ đâu. Hai em bên cạnh luôn nhỉ. Sáng đi em này sáng kia. Người ta nói chim công này nó hay xòe cái cánh mà nó quay cái lưng lại mấy người mặc áo màu á. Thôi, tụi bay làm cái trời vậy. Đẹp quá chị ha. Rồi sao nó xòe lâu vậy ta? Thì anh thấy mỏi chùm nó. Rồi sao rồi mấy em đi hết rồi, mấy em đi hết rồi. Rồi. Đẹp nhờ, xanh đẹp quá. Đẹp nhờ. Dài. Nãy giờ thấy nó khép lại một cái đuôi nó dài cỡ nào. Hết gái luôn ơi. Hết gái luôn. Hết gái luôn ơi. Hết gái luôn ơi. Nhìn cái đi. Hết gái rồi. Mấy em đi đâu rồi? Mấy em xin tươi đó hết rồi. Mày trời khéo mày. Coi nó khép lại không? Nhìn nó khép không? Ừ. Ủa? Sao? Cái gì? Ủa em nào rung. Sao thấy không mệt mỏi rồi ta? Cái hỏi quá kia. Đừng con. Đừng sao đi đi. Tại sao đi đi không mà chồng. Rồi để cho anh em á, cho con nó ấy. Kệ. Ôi tâm lã người rồi, ông ngủ chưa vậy? Trời đuôi nó dài ghê. À, em cũng có nhá, em cũng có nhá. Nhìn nhá. Sau một hồi thời gian khá lâu xè ra thì bây giờ cũng đã khép lại rồi cả nhà ơi. Trời đuôi nó rất là dài, rất là đẹp nha. Ở đây là nãy giờ mà cả nhà thấy đây có một con công rất là đẹp luôn. Thì nãy giờ nó đã xòe cái đuôi ra rồi, bây giờ nó rồi đẹp lắm. Bây giờ nó khép đuôi lại, đuôi rất là dài.
Đây cả nhà. Đó, màu sắc cũng rất là đẹp luôn á. Wow. Theo mình biết là hình như là công này là nhỏ, có nhiều con còn lớn hơn nữa, còn to hơn nữa. Đây cả nhà thấy không? Đó. Cái đuôi rất là dài, rất là đẹp. Rồi.